không thích học tiếng Anh. Tiếng Anh là chán lắm mà bây giờ cả nhà coi nè, suốt ngày cứ cắm mặt vô iPad để chi học tiếng Anh. Mà bánh mì xá xị nhà em phải nói là nghịch ơi là nghịch, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà học như vậy đâu, rất là mất tập trung luôn. Cả nhà cứ từ từ xem tiếp, em sẽ chia sẻ bí quyết của em làm sao để khiến các con mê môn tiếng Anh và học tốt tiếng Anh ở trên lớp nha. Và phương pháp học và tin tưởng chính là Babilala. Đây là học tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ từ 3 đến 8 tuổi, được đánh giá là app học thuộc dạng top 1 Đông Nam Á. Bây giờ Dạ sẽ cho mọi người xem qua nha. Điều Dạ thích nhất ở Babilala chính là app giảng dạy theo phương pháp rất đặc biệt, đó là phương pháp FES, Feeling, Encourage, Sharing. Đây là phương pháp giáo dục trí tuệ cảm xúc giúp các con học sâu và nhớ lâu, hiện đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường học trên nhiều quốc gia trên thế giới. Và thông qua việc định hướng cảm xúc nè, khuyến khích, động viên con kịp thời và hướng dẫn con chia sẻ cảm xúc của mình sau mỗi giờ học tiếng Anh, Babilala giúp con cảm thấy yêu thích tiếng Anh, luôn chủ động trong việc học, tăng khả năng tiếp thu của bộ não nhanh chóng và giúp con tự tin hơn trong giao tiếp. Đây, đây nha mọi người ơi, học qua trò chơi, đây là bài hát độc quyền qua tình huống, qua truyện tranh tương tác và nhiều lắm, rất thú vị. Nên bảo sao bọn trẻ con nó không thích à. Và đặc biệt là hệ thống bài giảng ở đây rất rõ ràng và logic nha. Bài giảng được soạn theo khung chiếu chuẩn Cambridge cùng với 5 levels cho các con học nâng dần từ cơ bản đến nâng cao. Và thầy cô cũng toàn là người bản địa có kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy ở các trường quốc tế đàng hoàng luôn. Mà hay một cái nữa là Babilala có những tính năng cực kỳ hiện đại, cực kỳ xịn sò luôn. Đầu tiên là công nghệ nhận diện giọng nói bằng AI có tên là iSpeak. Công nghệ này sẽ ghi âm giọng đọc nè, phân tích và chỉnh sửa phát âm của các con chuẩn như người bản xứ. Riêng bánh mì nhà Dạ thì lại vô cùng yêu thích công nghệ tương tác đa chiều Live Interactive Video. Và công nghệ này thì tối đa hóa khả năng tương tác của các con với ứng dụng bằng việc là hỏi, đáp với giáo viên, từ đó hình thành phản xạ tiếng Anh và luyện tập kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt cho bé. Gia đình Dạ đã trải nghiệm Babilala cho nên là mọi người hãy cứ hoàn toàn yên tâm tin tưởng vào hiệu quả của app này nhé. Cuối video, Dạ có một phần quà nhỏ dành cho các ba mẹ đã xem đến hết video. Và những ai muốn tìm ra một phương pháp học tiếng Anh tối ưu nhất cả về chi phí và hiệu quả cho các con từ 3 đến 8 tuổi dành cho ba mẹ đăng ký sớm nhất qua link mà Dạ đã đặt ở trên caption, và chỉ với 490.000 cho 3 tháng thôi mà con đã đạt được những kết quả học tập cải thiện vượt trội, thì tội gì mà không đăng ký ngay đúng không nha.